Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Số ca mắc sốt xuất huyết và Covid-19 gia tăng, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm không để dịch chồng dịch. Nhiều trường tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó trong khâu tuyển dụng giáo viên, đâu là giải pháp? Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất nhằm giảm lạm phát, thị trường thế giới phản ứng tích cực. Thưa quý vị, so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này đã tăng gần 300% và chưa có dấu hiệu giảm. Điều này dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch khi mà số ca nhiễm COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng. Do vậy, công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở là điều mà lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm thời điểm này, ghi nhận từ buổi giám sát sáng nay tại huyện Bình Chánh. Tại xã Bình Hưng, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đoàn đã lưu ý địa phương về các công trình bỏ hoang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đầu tiên là phải nói làm việc với lại những hộ buôn bán ở trước này nè, để cho họ phải có trách nhiệm bảo vệ cho mình cái này. San lấp lại thành một cái mặt bằng cho nó tươm tất, cho nó không bị ứ đọng nước gì đó. Tạo nó thành một cái công trình an sinh đi. Nguy cơ trước mắt là dịch chồng dịch, nhất là khi dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tăng và nguy cơ xâm nhập từ các dịch khác. Cái khâu kiểm tra, giám sát sau khi áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch, chúng ta cần phải làm tốt hơn, phải làm quyết liệt hơn. Trong đó, mình tăng cường xử phạt, thì nên thêm một cái nữa, tuyên truyền những trường hợp đó tại sao họ bị xử phạt. Lãnh đạo thành phố lưu ý, các địa phương cần bám sát tình hình thực tế để đưa ra những giải pháp phù hợp, yêu cầu hỗ trợ nhân lực khi cần thiết để công tác phòng chống dịch có hiệu quả tốt nhất. Thời tiết thay đổi thất thường khiến bệnh cúm A xuất hiện trái mùa và tăng đột biến. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, mùa cúm A năm nay đến sớm hơn và nhiều ca biến chứng nặng. Hiện bệnh viện đang phải phân phòng cách ly điều trị 16 ca cúm A nặng có nguy cơ tử vong. Hầu hết những ca nhập viện tại Bệnh viện nhiệt đới là những ca rất nặng, đặc biệt là ca bệnh nhân đang mang thai, rất dễ biến chứng nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con. Các biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, đau họng là triệu chứng chung của tất cả các bệnh nhiễm siêu vi như COVID-19, sốt xuất huyết và cả cúm A. Hiện tại, do người dân quá lo sợ dịch bệnh COVID-19 nên không để ý đến những biểu hiện ban đầu của cúm A, khiến người nhiễm dễ rơi vào tình trạng ủ bệnh, dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Có những cái phòng riêng biệt để mà cách ly các cái ca cúm nếu mà mình phát hiện để tránh lây lan, thì theo dõi sát để tránh những trường hợp mà nó diễn tiến nặng. Bệnh cúm A là cúm mùa, nhưng với những cơ địa đặc biệt như trẻ em, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai, nếu không được chuẩn đoán và điều trị đúng, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện của nhiễm siêu vi nên đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời. Ngày 27 tháng 7, Cảnh sát Liên bang Đức đã ra thông báo tạm thời không công nhận những cuốn hộ chiếu của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 tại Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đang tích cực giải quyết vấn đề này. Theo thông báo, Đức sẽ không cấp thị thực ngắn hạn và dài hạn C và D cho những người mang hộ chiếu mới. Tuy nhiên, những người mang hộ chiếu cũ màu xanh hoặc người có giấy phép cư trú trong khu vực Schengen không bị ảnh hưởng. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng đã có công điện gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo những cuốn hộ chiếu Việt Nam được cấp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 bị thiếu thông tin về nơi sinh, dẫn đến việc không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu. Ông Chu Đức Tuấn, thăm tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin cho biết, Đại sứ quán đã nắm được thông tin và ngay lập tức phối hợp với các cơ quan hữu quan tại Việt Nam để xúc tiến giải quyết các vấn đề liên quan. Người được cấp hộ chiếu mới cần bình tĩnh, chờ đợi hướng dẫn từ các cơ quan chức năng. Nhằm đảm bảo tiến độ công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động nhiều đợt cao điểm cấp căn cước công dân. Hiện thành phố đang trong đợt cao điểm thứ 3 từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, với mục tiêu hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với hơn 1,4 triệu trường hợp. Ở tuổi 91, cụ bà Quỳnh Thị Thu đi lại rất khó khăn. Công an phường 13 quận Bình Thạnh đã đưa xe đến tận nhà đón cụ đến trụ sở công an phường để làm căn cước công dân mới có gắn chip. Công an khu vực kịp thời nắm bắt tình hình ở trong khu vực mình có bao nhiêu cụ già không có tự đi được, di chuyển khó khăn thì kịp thời mang xe đến hỗ trợ đưa đi đưa về rất là vui. Để tránh trường hợp người dân xếp hàng dài chờ đợi làm thủ tục, công an quận Bình Thạnh và nhiều nơi đã tăng cường lực lượng,
mở thêm điểm cấp căn cước. Thời gian làm việc liên tục từ 7 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, kể cả ngày cuối tuần, ngày lễ. Hôm qua fanpage của công an quận Bình Thạnh qua các group nhóm Zalo của cán bộ chiến sĩ để tuyên truyền về tính cấp thiết của cái việc cấp căn cước công dân gắn chip. Trong cao điểm đợt 3 này, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bổ sung 12 điểm cấp căn cước công dân cho nhiều quận huyện, nâng tổng số điểm cấp toàn thành phố lên 46. Thông tin cập nhật về vụ hỏa hoạn tại công ty Nippon Express ngày 26 tháng 7 mà 60 giây đã đưa tin. Hôm nay, Công an Bình Dương cho biết vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Chính quyền địa phương cũng đang xem xét hỗ trợ doanh nghiệp. Bước đầu, công an xác định vụ cháy đã thiêu rụi gần 10.000 m2 nhà kho chứa các loại sản phẩm được làm ra từ nhựa, bao bì, ni lông và vải. Ước tính con số thiệt hại ban đầu là hàng trăm tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết sẽ xem xét các kiến nghị nhằm kịp thời có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động kinh doanh. Như đã thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 7, nhà kho rộng gần 10.000 m2 của công ty Nippon Express nằm trong cụm công nghiệp Liên Anh, thành phố Dĩ An bốc cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng tích cực dập lửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lửa được dập tắt hoàn toàn. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu rụi nhà kho. Còn hơn một tháng nữa là năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu, nhưng hiện nhiều trường tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng giáo viên. Điều này đã và đang ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị giảng dạy và học cho chương trình phổ thông mới bắt đầu từ năm học tới. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Báo, quận 11 vừa được đầu tư phòng máy vi tính mới, nhưng chưa thể tuyển được giáo viên vi tính dù đã lên kế hoạch tuyển dụng từ một năm trước. Nhà trường có phương hướng là thỉnh giảng, nhưng mà gặp khó khăn là mình phải phụ thuộc vào thời gian của cái giáo viên thỉnh giảng. Tại trường Trung học cơ sở Quỳnh Khương Ninh, quận 1, ngay cả các môn chính như toán, văn cũng không đủ giáo viên. Hiện nay thì chúng tôi cũng phải tận dụng một số giáo viên, một số bộ môn để dạy cho trường. Thì đây là một cái gánh nặng cho giáo viên. Rất là mong muốn cấp lãnh đạo cũng sẽ quan tâm đến công tác nhân sự, thời gian tổ chức tuyển dụng đúng theo biên độ của năm học, tạo cái điều kiện về chính sách, chế độ dành cho giáo viên, nhân viên để có động lực để mà tham gia và xét tuyển với ngành giáo dục. Ngày 29 tháng 7, vòng 1 kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu. Đến ngày 10 tháng 8, đại vòng thi kỹ năng hoạt động nghề nghiệp. Công tác tổ chức tuyển dụng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8 để đáp ứng yêu cầu cho năm học mới. Mạng quốc tế hôm nay có gì? Nhiều công ty vận động bỏ dây nhuận trong giờ phối hợp quốc tế, tránh việc hệ thống máy tính và phần mềm gặp lỗi. Lễ hội cưỡi ngựa hơn 1.000 năm tuổi ở Nhật Bản trở lại tưng bừng sau 2 năm dịch bệnh. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 27 tháng 7 đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm trong nỗ lực giảm lạm phát đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Ngay sau quyết định này, các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu đã cùng tăng điểm. Sắc xanh cũng tràn ngập thị trường chứng khoán châu Á vào hôm nay. Tại phố Wall, chốt phiên giao dịch ngày 27 tháng 7, chỉ số công nghiệp Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng ở mức cao, dao động từ 1,4 đến 4,1%. Trước đó, các chỉ số chính của Anh, Đức và Pháp cũng như Eurostoxx 50 đều ghi nhận mức tăng từ 0,5 đến 0,9%. Còn tại châu Á, mở phiên giao dịch sáng nay, chỉ số Nikkei 225 của sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản tăng 0,75%, Topix tăng 0,42%. Không chỉ chứng khoán, giá vàng giao ngay của thế giới cũng đã tăng hơn 1%, trong khi giá dầu tăng hơn 2 đô la Mỹ. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm. Nhiều công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta và Amazon vừa tuyên bố chiến dịch vận động loại bỏ dây nhuận. Đây là dây thứ 61 được chèn vào giờ phối hợp quốc tế để giữ thời gian nguyên tử đồng bộ với chuyển động quay thực tế của trái đất. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến hệ thống máy tính và phần mềm gặp lỗi. Từ năm 1972, dây nhuận đã được thêm tổng cộng 27 lần, gần nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tại thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30 tháng 6 hoặc 31 tháng 12, đồng hồ giờ phối hợp quốc tế UTC sẽ thêm một giây thành 23 giờ 59 phút 60 giây thay vì 0 giờ 0 phút 0 giây ngày tiếp theo. Việc này giữ cho độ lệch của UTC so với giờ quốc tế UT1 vốn được đo dựa trên chuyển động quay của trái đất, không vượt quá 0,9 giây.
Tuy nhiên, một giây bổ sung này đã gây khó khăn cho các hệ thống máy tính vốn dựa trên mạng lưới quản lý thời gian không có dây nhuận để lên lịch các hoạt động được hẹn giờ trước, chẳng hạn như cập nhật phần mềm hay bổ sung dữ liệu. Các hãng công nghệ lập luận rằng việc chèn dây nhuận đã gây ra nhiều vấn đề hơn so với lợi ích mà nó mang lại, ví dụ như mất kết nối Internet hay các sự cố nghiêm trọng. Với tham vọng hướng tới khả năng tự cung cấp điện năng từ năng lượng xanh, Mexico đã thực hiện sáng kiến biến các nóc nhà của thủ đô Mexico City thành một trang trại pin mặt trời đô thị lớn nhất thế giới. Công ty điện lực Mexico mới đây đã lắp đặt 600 tấm pin mặt trời trên mái một tòa nhà thuộc khu chợ thực phẩm của thành phố. Đây là lô đầu tiên trong số 35.000 tấm pin mặt trời dự kiến sẽ được lắp đầy mái các tòa nhà của khu chợ Central de Abastos này và sẽ cung cấp năng lượng cho các khu vực, đơn vị, nhà kho, bãi đậu xe và văn phòng chung của chợ. Đây sẽ là trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới nằm trong đô thị và được lắp đặt trên mái nhà. Mục đích là nhằm hạn chế 12.000 tấn khí carbon dioxide phát thải ra mỗi năm và tạo ra lên đến 27 triệu kWh mỗi giờ mỗi năm. Theo giới chức Mexico, ước tính dự án sẽ giúp tiết kiệm khoảng từ 196.000 đến 245.000 đô la Mỹ tiền điện mỗi năm. Dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà này dự kiến bắt đầu hoạt động trong những tháng tới. Trung Quốc đang phải vật lộn với một mùa hè nắng nóng bất thường. Tại Thượng Hải, chính quyền thành phố đã đưa ra 3 cảnh báo đỏ về nắng nóng trong tháng 7. Thời tiết này khiến nước đá bán đắt như tôm tươi. Lượng đặt hàng tại nhà máy nước đá đang tăng gấp đôi. Những mẻ nước đá khổng lồ đang được chuyển dần từ xưởng làm đá đến các đại lý tại Thượng Hải. Vào mùa hè nắng nóng như năm nay, những nhà máy làm đá như thế này có thể sản xuất 320 tấn nước đá mỗi ngày. Sau khi chuyển đá lên xe tải, các công nhân lập tức đổ đầy nước vào khuôn, gấp rút làm những mẻ tiếp theo. Chúng tôi hiện sử dụng hệ thống làm việc 12 giờ vì không có đủ nhân lực. Năm nay, số đơn hàng nước đá tăng hơn gấp đôi so với những năm trước. Các kho lạnh cũng thành vô dụng vì cứ sản xuất xong là nước đá được chuyển đi luôn. Máy làm đá hoạt động liên tục 24 giờ một ngày. Các công nhân của chúng tôi chỉ được nghỉ 2-3 giờ một ngày mà thôi. Năm nay, nhiều đơn vị chính quyền ở Thượng Hải cũng đã đặt mua đá lạnh nhằm xoa dịu cái nóng cho các tình nguyện viên đang thực hiện cuộc xét nghiệm COVID-19 hàng loạt. Nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa trên thế giới đã được tổ chức trở lại sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trong đó có lễ hội cưỡi ngựa Soma no Maui với lịch sử hơn 1.000 năm tuổi tại thành phố Mina Misoma, Nhật Bản. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 300 người trong trang phục áo giáp của chiến binh samurai và cưỡi chiến mã, tái hiện khung cảnh các vị tướng huấn luyện ngựa chiến. Tôi rất hào hứng tham gia lễ hội này với hy vọng sẽ thể hiện được những kỹ năng mà mình đã tập luyện. Đối với gia đình chúng tôi, đây là một trong những hoạt động truyền thống không thể thiếu hàng năm. Ngày nay, ban tổ chức không sử dụng ngựa hoang cho lễ hội như thời trước. Tuy nhiên, những chú ngựa này cũng được tập luyện kỹ càng để đảm bảo an toàn cho những người tham gia. Mùa hè này, những người yêu thích cảm giác mạnh có thể trải nghiệm cảm giác vươn tới bầu trời khi đi bộ trên rìa tòa nhà cao nhất Litva. Điểm thu hút khách du lịch mới có tên gọi The Edge Walk nằm tại thủ đô Vilnius, cung cấp tầm nhìn ngạt thở 360 độ ra toàn thủ đô từ đỉnh của tháp truyền hình cao 160 mét. Tôi không cảm giác nó cao lắm, mà thấy không ổn định. Tôi rất sợ khi đi đến gần rìa. Thật đáng sợ cho đến khi bạn cảm thấy sức căng của sợi dây thừng, sau đó bạn nhìn về phía đường chân trời và nỗi sợ tan biến. Tháp truyền hình Vilnius là công trình được xây dựng từ thời Liên Xô, hoàn thành vào năm 1980. Đây cũng là địa điểm diễn ra các sự kiện lớn của Litva. Các thợ mỏ tại Angola mới đây đã tìm được một viên kim cương hồng tinh khiết hiếm có. Đây được xem là viên kim cương hồng lớn nhất được tìm thấy trong 300 năm qua. Ngày 27 tháng 7, công ty khai thác kim cương Lucapa Diamond có trụ sở tại Australia thông báo đã phát hiện thấy viên kim cương hồng nặng 170 carat tại mỏ Lulo ở vùng đông bắc giàu kim cương của Angola. Viên kim cương được đặt tên là Lulo Rose, là một trong những viên kim cương hồng lớn nhất từng được phát hiện. Công ty kinh doanh kim cương Sodiam thuộc sở hữu nhà nước Angola sẽ tổ chức cuộc đấu giá quốc tế đối với viên Lulo Rose với giá dự kiến sẽ rất cao. Tiếp theo trong 60 giây. Cháy nhà trong hẻm sâu ở quận Phú Nhuận, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Bắt giữ hai đối tượng chuyên dùng súng xung điện bắn và trộm chó ở Củ Chi.
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế đám cháy, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy xuất phát từ tầng 2 của căn nhà nằm sâu trong hẻm số 76, đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận. Người dân xung quanh phát hiện đám cháy liền hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, khói đen bốc lên nghi ngút, nhiều người dân hốt hoảng ôm đồ đạc tháo chạy ra ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Phú Nhuận và Bình Thạnh đã điều các xe cùng lực lượng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên do con hẻm hẹp và ngôi nhà ở xa đường lớn nên xe cứu hỏa không thể vào. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát cứu hỏa phải tiếp cận đám cháy từ hẻm 66 ở đường Diêu Tứ rồi phun nước từ phía sau căn nhà. Đến 10 giờ 30, đám cháy được khống chế, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Tối 27 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp Công an huyện Củ Chi, Hóc Môn bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản. Nhóm này liều lĩnh chạy thẳng vào nhà dân, dùng súng xung điện bắn vào trộm chó của chủ nhà. Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh hai thanh niên chạy xe thẳng vào sân nhà dân ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, dùng súng xung điện bắn và trộm chó. Chủ nhà cho biết sự việc xảy ra sáng 20 tháng 7. Anh không trình báo công an mà đăng tải clip lên mạng xã hội để người dân cảnh giác. Sau khi nắm thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Hóc Môn và Củ Chi vào cuộc điều tra bắt nhanh hai nghi phạm là Trương Lâm Hưng, 25 tuổi và Nguyễn Nhật Trường, 31 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn. Trường và Hưng khai bắt đầu đi trộm chó từ tháng 2 đến nay. Mỗi ngày, nhóm này trộm 6 đến 10 con chó, bán được khoảng 3 triệu đồng. Các đối tượng thường mang theo đồ nghề chích điện và bình xịt hơi cay để chống trả nếu có người truy đuổi. Chiều hôm qua, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cùng 10 đoàn thể thao khác đã có mặt tại khu liên hợp thể thao Manahan của Indonesia để dự lễ thượng cờ Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragames lần thứ 11. ASEAN Paragames 11 được tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 tại thành phố Surakarta với 907 nội dung tranh tài, quy tụ 1.648 vận động viên tham gia. Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, quốc kỳ Việt Nam cùng quốc kỳ của 10 nước khác tham dự đại hội gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste và Thái Lan lần lượt được kéo lên tung bay trên bầu trời thành phố Surakarta của tỉnh Trung Java. Trước đó trong ngày 27 tháng 7, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã bước vào tập luyện tại các địa điểm thi đấu theo sắp xếp của ban tổ chức. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó 120 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 trên 14 môn và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35 đến 40 huy chương vàng. Tin mới nhận, trưa nay, một chiếc xe tải chở khí đá bất ngờ bốc cháy trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lửa đã thiêu rụi chiếc xe. Người dân chứng kiến xe tải gặp sự cố vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 7 khi đang đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Tài xế nhanh chóng dừng xe và cùng người dân dập lửa nhưng không thành công. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động lực lượng đến hiện trường. Nhân viên điện lực huyện Châu Thành cũng có mặt để phòng bị khi có sự cố. Không lâu sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng chiếc xe tải đã bị thiêu rụi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng mai. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.